một trong những công cụ đã giúp mình rất nhiều trong việc cải thiện tiếng Anh và chuẩn bị cho các cái buổi phỏng vấn chính là ứng dụng Speak AI và đây là cái ứng dụng sử dụng công nghệ AI tiên tiến giúp bạn luyện tập tiếng Anh hiệu quả mọi lúc mọi nơi và sau đây thì mình sẽ giới thiệu nhanh về những cái tính năng AI Tutor tính năng đầu tiên cực kỳ hữu ích AI sẽ đóng vai trò như một người hướng dẫn ảo giúp bạn luyện phát âm, cải thiện từ vựng và cũng như là ngữ pháp qua các cái bài tập thực tế. Điều này thì đặc biệt hữu ích khi mà bạn luyện tập cách diễn đạt chuyên nghiệp cho buổi phỏng vấn chẳng hạn. Tiếp theo đó là phản hồi theo thời gian thực tức là real time feedback. Điểm đặc biệt là Speak AI cung cấp cái phản hồi ngay lập tức với các cái lỗi mà What topics do you usually present about at work? Budget and resources. Once I nữa là Speak AI tạo ra cái kế hoạch học tập riêng cho từng người dùng dựa trên cái trình độ hiện tại và mục tiêu của bạn. Điều này thì giúp bạn học tiếng Anh một cách hiệu quả hơn. Đặc biệt là khi mà bạn chuẩn bị cho những cái tình huống cụ thể như là đi du lịch, phỏng vấn xin việc với Speak AI thì bạn không chỉ cải thiện cái ngôn từ tiếng Anh mà còn chuẩn bị kỹ lưỡng cho các cái cuộc phỏng vấn, các buổi họp mặt quốc tế. Bây giờ thì mình sẽ chia sẻ 5 mẹo giúp bạn tự tin hơn khi bước vào buổi phỏng vấn nhé. Mẹo thứ nhất đó là luyện phát âm và từ vựng chuyên ngành. Ví dụ như mình là chuyên về business, để gây ấn tượng trong các cái buổi phỏng vấn quốc tế, bạn cần nắm vững từ vựng chuyên ngành. Sử dụng Speak AI, bạn có thể nhập các cái từ khóa liên quan đến lĩnh vực công việc của mình và luyện phát âm chuẩn xác nhất. Điều này sẽ giúp bạn thể hiện sự chuyên nghiệp tự tin trong giao tiếp. Mẹo thứ hai là chuẩn bị các cái câu trả lời mẫu với Speak AI. Speak AI thì có thể giúp bạn luyện tập trả lời ngay lập tức những cái câu hỏi thường gặp trong buổi phỏng vấn với nhà tuyển dụng. Và bạn có thể luyện các cái câu hỏi mẫu như sau. Thứ nhất, Can you tell me about yourself? Giới thiệu về bản thân bạn và dựa theo cái kinh nghiệm làm việc của mình nhé. I'm a dynamic and experienced project manager with extensive expertise in program management and product operation, particularly within the technology and consumer goods sectors. I have a proven track record of leading cross functional teams, driving strategic planning and successfully delivering complex projects on time and within budget. I am passionate about sustainability, corporate social responsibility, and thrive in fast-paced environments where I can apply my skill in conflict management, policy development, and digital literacy. What kind of jobs did you have? Today we'll be discussing job search. Have you applied for a job before? How was it like for you? I'm glad to discuss about job search today. I have a for job before, because I have been working for many years. But it was very difficult because I didn't have much experience. That sounds intense. I also felt nervous during my first job interview. What was the most challenging part of those interview stages for you? Có như là cái phần này nó sẽ dịch cho mình và nó cũng chỉnh lại những cái ngữ pháp và những cái câu cú mà nó có dài dòng quá, mà nó sửa lại giúp câu văn ng ngắn hơn, gọn và mạch lạc hơn bằng cách bỏ từ about hoặc là discuss. The experience không cần số nhiều thêm stages where để làm rõ ý nghĩa và đảm bảo tính nhất quán cho cô. câu cũng. trả lời trên thì được thiết kế để phản ánh cũng như là cái kỹ năng kinh nghiệm của chính bản thân mình thì được liệt kê trong cv của mình. Đồng thời thì thể hiện sự phù hợp với vị trí project manager tại một công ty đa quốc gia như là một ví dụ khi mà bạn xin việc cũng như là phỏng vấn tại một công ty quốc tế và đấy chỉ là những cái kinh nghiệm sương máu của mình thôi và mình muốn truyền đạt lại. Mẹo thứ ba là luyện phản xạ trong giao tiếp. Speak AI thì giúp bạn luyện tập phản xạ trong các cái cuộc hội thoại thực tế với AI tutor. Điều này giúp bạn tự tin hơn khi trả lời các câu hỏi ngẫu nhiên trong phỏng vấn chẳng hạn. Mẹo thứ tư, ghi nhớ phản hồi từ AI để cải thiện nhanh. Sử dụng cái Speak AI thì hãy chú ý đến các cái phản hồi mà AI đưa ra điều này sẽ giúp bạn phát hiện ra những cái điểm hiếu trong ngữ pháp, phát âm cũng như là ngữ điệu để cải thiện tiếng Anh của bạn một cách nhanh chóng hơn. Mẹo cuối cùng là mẹo thứ năm, sử dụng kế hoạch học tập cá nhân hóa để tập trung vào những cái kỹ năng cần thiết. Với kế hoạch học tập cá nhân hóa của Speak AI, thì bạn có thể tập trung vào các kỹ năng quan trọng nhất trong phỏng vấn, xin việc như là giao tiếp tự tin, diễn đạt mạch lạc và sử dụng cái từ ngữ chuyên ngành của bạn. Nếu bạn đang chuẩn bị cho cái buổi phỏng vấn tại một công ty quốc tế hay là một môi trường đa quốc gia và muốn cải thiện khả năng tiếng Anh của mình thì bạn hãy thử dùng Speak AI. Công cụ này đã giúp mình rất nhiều trong cái việc tự tin hơn và sửa đổi những cái ngữ pháp mà mình nói sai, âm ngữ mà mình nói sai. Khi mà mình giao tiếp bằng tiếng Anh và mình tin nó cũng sẽ giúp bạn mình có kinh nghiệm dày dạn khi đã từng làm việc cho nhiều công ty lớn nhỏ đa quốc gia khi mình mới tốt nghiệp thạc sĩ được nhận trợ cấp thực tập tại Stockholm, Thụy Điển sau đó thì mình được làm việc ở các công ty khác nhau và trong đó có công ty Mỹ, công ty thứ nhất là về testing application, công ty thứ hai là về FMCG trong môi trường đa văn hóa và các cái buổi họp hay là trao đổi qua điện thoại email thì 89% là bằng tiếng Anh còn lại là tiếng Ba Lan do đó dựa trên những cái kinh nghiệm xương máu của mình thực tế nhất thì mình mong được chia sẻ lại và truyền đạt lại với các bạn các bạn đừng quên tải ứng dụng Speak AI bằng cách là nhấn vào cái link đường link phía dưới mô tả và cũng như mình sẽ để ở dưới phần bình luận cho các bạn có thể tham khảo thêm các bạn có thể chuẩn bị cho của buổi phỏng vấn một cách thành công nhất ngay từ hôm nay cảm ơn các bạn đã theo dõi nếu như các bạn thấy video này hữu ích thì các bạn có thể nhấn nút like cũng như là subscribe đăng ký kênh để không bỏ lỡ những những cái mẹo học tiếng Anh hay là bất cứ cái đề tài nào liên quan đến sống đơn giản. Hẹn gặp lại các bạn vào các video tiếp theo nhé.